tin thế giới sáng ngày 24 tháng 5 Ông nói thế giới đang ở bước ngoặt Ukraine tiết lộ tổn thất quân sự lớn nhất trong cuộc chiến với Nga Ukraine đang điều tra 13.000 trường hợp bị cáo buộc tội ác chiến tranh của lính Nga Bộ Quốc phòng Anh Số lính Nga thiệt mạng trong 3 tháng bằng quân Liên Xô chết ở Afghanistan trong 9 năm Áo đóng băng 254 triệu euro tài sản của Nga Thưa Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin thế giới sáng ngày 24 tháng 5 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 23 tháng 5 nói rằng Thế giới đang đối mặt với một bước ngoặt và phải đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, như một lời cảnh báo cho các quốc gia khác đang cân nhắc sử dụng vũ lực. Ông nói trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF ở Thụy Sĩ, Ukraine không có nhiều thời gian, lịch sử đang ở giai đoạn bước ngoặt. Đây là thời điểm quyết định sức mạnh vũ lực có khống chế được thế giới hay không. Ông kêu gọi các lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài rút hoàn toàn khỏi Nga và chuyển hoạt động kinh doanh sang Ukraine. Đồng thời đề nghị quốc tế giúp chấm dứt phong tỏa các cảng giáp biển đen để tăng tốc xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp của nước này. Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ cảm ơn các đợt viện trợ quân sự, nhưng khẳng định Kiev cần nhiều hơn nữa. Ông nói, xung đột cho thấy viện trợ càng sớm càng có giá trị. Nếu chúng tôi nhận được 100% nhu cầu từ tháng 2, hàng chục nghìn người có thể đã được cứu sống. Đây là lý do Ukraine cần mọi loại vũ khí được yêu cầu, thay vì chỉ những hệ thống đã chuyển giao. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 23 tháng 5 nói rằng, 87 người thiệt mạng khi căn cứ quân sự ở miền Bắc Ukraine bị Nga không kích. Ông phát biểu, 87 nạn nhân, 87 thi thể đang nằm dưới đống đổ nát ở Desna. Ông cũng kêu gọi các quốc gia tăng tối đa trừng phạt kinh tế chống lại Nga và viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine. Đây là tổn thất nhân mạng lớn nhất với quân đội Ukraine trong một cuộc không kích sau gần 3 tháng xung đột với Nga. Thương vong lớn nhất được ghi nhận trước đó trong cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình nhằm vào Trung tâm gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế IPSC gần thành phố Lviv, miền Tây của Ukraine, hồi giữa tháng 3 khiến ít nhất 35 người thiệt mạng. Desna nằm cách thủ đô Kiev khoảng 70 km về phía Bắc, là nơi đặt căn cứ huấn luyện lớn của quân đội Ukraine. Các đơn vị Ukraine trở lại kiểm soát khu vực này sau khi quân đội Nga rút khỏi miền Bắc để tập trung cho chiến dịch ở miền Đông. Giới chức y tế Desna hôm 17 tháng 5 cho biết, cuộc tấn công khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. À, thưa quý vị, tổng công tố Ukraine Irina Venediktova cho biết, tính đến thứ hai có khoảng 13.000 trường hợp đang được điều tra để cáo buộc phạm tội ác chiến tranh do lính Nga gây ra. Bà Venediktova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Washington Post Tính đến ngày hôm nay, chúng tôi có hơn 13.000 trường hợp đang được điều tra chỉ về tội ác chiến tranh. Kiev đã cáo buộc Nga có hành vi tàn bạo với dân thường trong cuộc xâm lược vào Ukraine. Tòa án Ukraine hôm 23 tháng 5 đã tuyên án tù trung thần đối với Vadim Shishimarin, lính Nga 21 tuổi với cáo buộc sát hại một dân thường ở làng đông bắc nước này. Tổng thống Zelensky cho biết đã thiết lập cơ chế đặc biệt điều tra tội ác của Nga với sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế trong khi đó Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc liên quan đến tội ác chiến tranh. Bộ Quốc phòng Anh Số lính Nga thiệt mạng trong 3 tháng bằng quân Liên Xô chết ở Afghanistan trong 9 năm Thưa quý vị, theo báo cáo của CNN, Bộ Quốc phòng Anh hôm 23 cho biết, 3 tháng đầu tiên của cuộc xâm lược Ukraine của Nga có thể có số binh sĩ thiệt hại nhiều như ở Liên Xô trong cuộc chiến kéo dài 9 năm ở Afghanistan. Bộ này cho biết trong một bản cập nhật tình báo chiến thuật cấp thấp kém, khả năng che phủ hạn chế trên không, thiếu linh hoạt và thiếu sự chuẩn bị sẵn sàng để tăng viện và các phương pháp chỉ huy sai lầm liên tục đã góp phần vào tỷ lệ thương vong cao. Tình hình này tiếp tục gia tăng trong các cuộc tấn công Donbass. Thứ ba tuần này sẽ là tháng thứ ba trong cuộc tấn công từ ngày 24 tháng 2 của Nga chống lại Ukraine. Cuộc tấn công Afghanistan của Liên Xô kéo dài từ tháng 12 năm 1979 đến tháng 2 năm 1989. Số người chết chính thức của Liên Xô trong chiến tranh Afghanistan là khoảng 15.000 binh sĩ. Các quan chức cấp cao của NATO đã ước tính vào tháng 3 rằng khoảng 15.000 binh sĩ Nga có thể bị giết ở Ukraine chỉ trong một tháng. Ngoài ra, New Zealand sẽ triển khai thêm 30 nhân viên lực lượng quốc phòng tới Vương quốc Anh để hỗ trợ việc huấn luyện các lực lượng vũ trang của Ukraine. Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết hôm thứ Hai. Biden cho biết những người lính này sẽ đóng quân ở Anh cho đến cuối tháng 7. Bà nói thêm rằng họ sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine cách sử dụng súng hạng nhẹ L-119. Quân đội huấn luyện của New Zealand đạn dược và các thiết bị còn lại, bao gồm cả hệ thống nhắm mục tiêu sẽ được chuyển giao cho một cuộc không vận do Vương quốc Anh phối hợp. Đây là khoản viện trợ thứ hai của New Zealand cho Ukraine sau khi triển khai 66 nhân viên của lực lượng phòng vệ và C-130 Hercules của không quân Hoàng gia New Zealand vào tháng 4. À, thưa quý vị, Áo đã phong tỏa 254 triệu euro trong tài khoản các doanh nhân lớn của Nga trong khuôn khổ lệnh trừng phạt sau khi Nga xâm lược Ukraine. Theo trang tin Eurotip.de của Đức vào ngày 23 tháng 5, số tài sản trên thuộc 97 tài khoản, trong đó có 5 tài sản có liên quan đến các nhà tài phiệt Nga bị phương Tây trừng phạt. Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng Thủ tướng Áo cho biết, lực lượng đặc biệt liên bộ bao gồm Văn phòng Bảo vệ Hiến pháp, Ngân hàng Quốc gia, Văn phòng Thị trường Tài chính và một số bộ ngành liên quan được thành lập để theo dõi tài sản của những người Nga bị trừng phạt. Thủ tướng Áo Kani giải thích, Với những biện pháp này chúng tôi đang nhằm vào các nhà tài phiệt Nga. Đây cũng là thông điệp của tôi. Áo sẽ làm mọi cách để thực thi các biện pháp trừng phạt những người có quan hệ với Điện Kremlin. Nga tuyên bố cân nhắc quan hệ với phương Tây tập trung vào Trung Quốc. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Hai nói rằng, Moscow sẽ xem xét các đề nghị thiết lập lại quan hệ với phương Tây, đồng thời cân nhắc liệu điều đó có cần thiết hay không. Tuy nhiên, Nga cho biết họ sẽ tập trung vào sự phát triển quan hệ với Trung Quốc. Ông Lavrov cho biết trong một bài phát biểu, nếu phương Tây muốn đưa ra một điều gì đó nhằm nối lại quan hệ, thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét liệu chúng tôi có cần nó hay không. Ông cũng cho biết mục tiêu của Moscow hiện nay là phát triển hơn nữa quan hệ với Trung Quốc. Ngoại trưởng Nga lớn giọng tuyên bố, Giờ đây khi phương Tây đã trở thành một nhà độc tài, quan hệ kinh tế của chúng tôi với Trung Quốc sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, các nước phương Tây liên tiếp đưa ra các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow, đồng thời viện trợ vũ khí cho Ukraine. Anh Litva tăng cường hợp tác quốc phòng trong bối cảnh lo ngại về cuộc xâm lược của Nga Thưa quý vị, Anh và Litva đã ký một tuyên bố chung hôm thứ Hai nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh thúc đẩy sự ủng hộ của London đối với các quốc gia lo ngại, Tổng thống Putin đang cố gắng vẽ lại biên giới của châu Âu. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, các quốc gia Baltic như Litva, một thành viên NATO và quốc gia thuộc Liên Xô cũ ngày càng lo ngại rằng họ có thể sẽ phải đối mặt với sự gây hấn của Nga. Anh cho biết tuyên bố sẽ được xây dựng dựa trên mối quan hệ hợp tác quốc phòng với tư cách là đồng minh NATO, sẽ tăng cường khả năng chống lại các mối đe dọa, bao gồm cả từ Nga và Trung Quốc. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết trong một tuyên bố, Vương quốc Anh và Litva là hai quốc gia tin tưởng và tự do và chủ quyền, đồng thời phản đối các chế độ độc tài ở châu Âu và trên toàn thế giới. Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine khi đối mặt với cuộc chiến bất hợp pháp, man dợ của Nga. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc thăm Trung Quốc, Bắc Kinh viện dẫn Covid-19 để hạn chế quyền tiếp cận Thưa quý vị, Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michel Bachelet đã đến thăm Trung Quốc hôm thứ Hai, bắt đầu chuyến công du đầu tiên với chức vụ trên kể từ năm 2005. Trong chuyến đi kéo dài 6 ngày, bà Bachelet sẽ đến thăm Tân Cương, nơi mà văn phòng cao ủy nói rằng những người Duy Ngô Nhĩ, chủ yếu là người Hồi giáo, đã bị giam giữ, ngược đãi và buộc phải làm việc bất hợp pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ hoan nghênh bà nhưng phủ nhận, thao túng chính trị khi được truyền thông hỏi liệu bà Bachelet có thể đến thăm các trung tâm giam giữ, trại cải tạo và nhà tù nơi các nhóm bảo vệ quyền lợi cho rằng người Duy Ngô Nhĩ đã bị ngược đãi hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố, mục đích của chuyến thăm riêng là tăng cường trao đổi và hợp tác giữa hai bên và thúc đẩy sự nghiệp quốc tế về nhân quyền. Ông Uông nói rằng, chuyến thăm của bà Bachelet sẽ được tiến hành trong một vòng tròn khép kín để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Điều này có nghĩa là bà Bachelet sẽ không thể có các cuộc gặp trực tiếp tự do và tự phát với bất kỳ ai mà không được phía Trung Quốc sắp xếp và đưa vào vòng tròn khép kín. Văn phòng của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đăng một bức ảnh của bà Bachelet trên Twitter trong một phòng họp với các quan chức Trung Quốc, bao gồm cả Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền viết: "Chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề nhân quyền quan trọng, nhạy cảm và tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp chúng ta cùng nhau thúc đẩy nhân quyền ở Trung Quốc và trên toàn cầu." Ông Vương Văn Bân trước đó nói rằng các phương tiện truyền thông sẽ không đi cùng với bà Bachelet vì đại dịch COVID-19. Chuyến đi của cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 5. Các nhóm nhân quyền lo lắng rằng nếu bà Bachelet không gây sức ép đủ mạnh với Trung Quốc, báo cáo sau chuyến đi của bà có thể không đưa ra bức tranh đầy đủ và có thể bị Bắc Kinh sử dụng để biện minh cho các hành động của mình ở Tân Cương. Trong một bức thư, Đại hội Di Ngôi Nhĩ Thế Giới đã thúc giục bà Bachelet bảo đảm rằng nhóm của bà có thể tự do di chuyển, tiếp cận tất cả các cơ sở giam giữ và tiếp xúc không bị giám sát với người Di Ngôi Nhĩ. Phát ngôn viên Đại hội Duy ngôn nhĩ Thế giới Charity Akin nói với Reuters, Chúng tôi lo ngại chuyến đi có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Trung Quốc có thể sử dụng nó trong mục đích tuyên truyền. Cộng đồng quốc tế đã tăng cường giám sát các hành động của Bắc Kinh ở Tân Cương vào năm 2018 sau khi Liên Hợp Quốc cho biết một triệu người Duy ngôn nhĩ bị giam giữ trong các trại giam lớn. Thưa quý vị, trước tình trạng khó rút tiền tại các ngân hàng nông thôn tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, người dân đã mất lòng tin vào hệ thống tài chính của nước này. Đem tiền đi gửi, nhận lại tai họa. Một ngân hàng nông thôn về bản chất chính là ngân hàng của khu vực nông thôn. Ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc tháng 1 năm 2007 quy định, cổ đông lớn nhất hoặc cổ đông duy nhất của ngân hàng nông thôn cần phải là tổ chức tài chính về ngành ngân hàng. Quy định mới của năm 2013 thì quy định nên có ít nhất một tổ chức tài chính ngân hàng trong số các nhà sáng lập. Reuters đưa tin, các ngân hàng nông thôn đã trở thành một kênh quan trọng để người dân đầu tư tiền vào ngân hàng, với vốn tư nhân trực tiếp và gián tiếp nắm giữ 70% cổ phần. Bốn ngân hàng nông thôn ở Hà Nam Trung Quốc xảy ra tình trạng không thể rút tiền bình thường đã hơn một tháng nay. Tuy nhiên, thông tin chính thức mà người gửi tiền chờ đợi suốt bao nhiêu ngày là tập đoàn Tân Tài Phú Hà Nam, cổ đông lớn nhất của ngân hàng có liên quan đến hành vi thu hút vốn từ công chúng trái phép. Tài liệu liên quan cho thấy các ngân hàng không thể để khách thực hiện giao dịch rút tiền bình thường. Và họ có gần 1 triệu khách hàng với số tiền gửi hàng chục tỷ nhân dân tệ. Vào ngày 18 tháng 4, người gửi tiền của bốn ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam đột nhiên phát hiện không thể rút tiền bình thường nữa. Vào ngày 18 19 tháng 4, ngân hàng nông thôn Tân dân sinh Vũ Châu và nhiều ngân hàng khác đưa ra thông báo hệ thống tiến hành nâng cấp bảo trì, ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động sẽ tạm dừng phục vụ. Vào ngày 25 tháng 4 trong web chính thức của chính phủ thành phố Hứa Sương phản hồi rằng, để ngăn chặn hành vi lừa đảo của các thành phần tội phạm, hệ thống đang được nâng cấp và tối ưu hóa. Ngân hàng Trung ương thì nói rằng đang theo dõi sát sao vấn đề này, hiện nay các bộ phận liên quan đã triển khai điều tra. Những người gửi tiền rất bức xúc trước tình trạng này, họ nói, hình như đã bảo trì rất lâu rồi. Ai đến cứu những người gửi tiền như chúng tôi, tiền mồ hôi sương máu đó. Tự do rút tiền, ngân hàng ngay cả uy tín căn bản cũng không còn nữa kêu người dân làm sao còn lòng tin với hệ thống tài chính quốc gia nữa đây. Đem tiền đi gửi nhận lại tai họa, ngày thứ ba tư không thể rút tiền tại các ngân hàng ở Hà Nam, đã đi đến tất cả bộ phận rồi, kết quả thất vọng. Ông Trình, một nạn nhân trong vụ việc này nói với phóng viên Epoch Times rằng ông đã đi đến quầy lễ tân mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm đúng tiêu chuẩn sau quy trình nhận diện khuôn mặt. Tiền gửi tiết kiệm là theo định kỳ và thông báo 7 ngày, lãi suất cao hơn lãi suất của các ngân hàng lớn một chút cũng phù hợp với yêu cầu lãi suất của nhà nước. Theo như giới thiệu, các ngân hàng này áp dụng quảng cáo trên mạng, tuyên truyền với cả nước cộng thêm sự truyền miệng giữa bạn bè và người thân, vì vậy thu hút được rất nhiều người gửi tiền ở địa phương khác. Gửi tiền trực tuyến được thao tác thông qua các tổ chức tài chính như Tuchemen, Wakaipao. Ông Trình nói, đối với người dân mà nói, ngoài tỉnh cũng được, địa phương cũng được, tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng thì có thể xảy ra vấn đề gì được chứ. Trong mắt của người dân, ngân hàng cũng giống như nhà nước vậy, chính là tâm lý đó. Gửi tiền vào ngân hàng rồi có thể không trả hay sao? Bây giờ thì xảy ra tình huống này rồi." Ông nói thêm, "Lãi suất trong thẻ thì thanh toán bình thường, nhưng tiền gốc thì không rút được, lãi suất cũng không thanh toán, ngân hàng cứ kéo dài mãi chính là không chịu thanh toán." Bà Hà, một nạn nhân khác trong vụ việc này, nói với phóng viên rằng, "Đã 30 ngày trôi qua, tiền dưỡng già, tiền khám bệnh của rất nhiều người không thể rút ra được." Ngân hàng thường xuyên thay đổi cách nói, lúc đầu nói là có lừa đảo, sau đó nói là vi phạm tội kinh tế, bây giờ thì nói là không biết rõ. Bà Hà từ 2-3 năm trước đã bắt đầu gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng nông thôn thông qua nền tảng trực tuyến, có thể rút theo năm hoặc theo tháng, nhưng bắt đầu từ ngày 18 tháng 4 thì không rút được nữa. Bà nói, vấn đề quản lý trong nội bộ ngân hàng, đun đẩy cho người gửi tiền đã lên tìm kiếm hàng đầu trên Weibo rất nhiều lần, đều bị gỡ xuống rồi chúng tôi gửi tiền hợp pháp, ngân hàng đùn đẩy trách nhiệm, bắt người gửi tiền gánh chịu tổn thất của họ. Thậm chí họ còn không dám phản hồi trực tiếp tiền gửi hợp pháp hợp quy định trên ứng dụng ngân hàng. Một văn bản giải trình của Trung tâm Giao dịch Tài sản Tài chính Tân Hải về việc 5 ngân hàng khó rút tiền mà bà Hà cung cấp cho thấy. Công ty này là một trong những nền tảng của bên thứ ba hợp tác với ngân hàng, cung cấp chuyển đăng nhập cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng. Các hoạt động mua sắm, gửi tiền của khách hàng sau khi mở tài khoản ra đều được thực hiện trên nền tảng ngân hàng. Công ty chúng tôi có thể đưa ra chứng từ giao dịch tiền gửi đã in tại quầy ngân hàng trong kỳ trước để làm bằng chứng. Khi nhà nước đưa ra chính sách quản lý tài chính vào năm 2021, cấm ngân hàng thu hút tiền gửi ở nơi khác thông qua Internet, các ngân hàng liên áp dụng ngân hàng điện tử Internet Banking do ngân hàng mình tự điều hành. Không cho người gửi tiền của tỉnh khác rút tiền Theo CCTV2 và các truyền thông khác đưa tin, Ngày 18 tháng 5, người phụ trách các bộ phận liên quan của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc nói rằng, Tập đoàn Tân Tài Phú Hà Nam đã thu hút vốn từ công chúng thông qua sự cấu kết nội bộ với bên ngoài, lợi dụng nền tảng của bên thứ ba và các nhà mô giới tài chính liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, đã lập hồ sơ để tiến hành điều tra. Hiện nay, hoạt động rút tiền, gửi tiền tại các điểm giao dịch của bốn ngân hàng nông thôn đang được triển khai bình thường. Bà Hàn nói với phóng viên, cái gọi là giao dịch rút tiền và gửi tiền bình thường chỉ là giả vờ thái bình. Trên thực tế thì người ở nơi khác không rút được. Vì sợ người dân địa phương gây sự, đang dịch nên người ở tỉnh khác không tiện gây sự. Theo chính sách phòng chống dịch của địa phương, những người từ tỉnh khác đến sẽ bị xe của 120 đưa đi cách ly 7 ngày. Một khách hàng gửi tiền gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Nông thôn Tân Dân Sinh Vũ Châu. Ngân hàng nói rõ rằng, tiền tiết kiệm gửi trực tiếp tại ngân hàng có thể thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Nếu không phải tiền gửi trực tiếp tại ngân hàng thì có đến ngân hàng cũng không thể thực hiện giao dịch được. Nhưng thực tế những khách hàng mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng cũng không may mắn như vậy. Một khách hàng nói với Chilling Evening News, từ sau ngày 19, điểm giao dịch của mỗi ngân hàng chỉ phát 50 số, mỗi ngày chỉ thực hiện 50 giao dịch. Khách hàng cho biết không cho khách hàng ở tỉnh khác rút tiền. Ở đây chờ mất 3-4 ngày mà không rút được một tệ nào. Khách hàng ở địa phương đến rút tiền thì có thể bốc số rồi rút tiền bình thường. Nếu thấy thẻ căn cước của bạn không phải là người Hà Nam, giao dịch gì cũng không làm được. Người dân không chấp nhận với cách xử lý của các ban ngành liên quan. Một giáo viên đại học báo án với cảnh sát Vũ Châu, bà muốn phản ánh với cấp trên là cổ đông lớn kết cấu với bên ngoài để chuyển tài sản của ngân hàng, chứ không phải là gom tiền gửi tiết kiệm của công chúng. Bà nói, là người gửi tiền chúng tôi giao dịch trực tiếp với ngân hàng. Trước giờ không biết tập đoàn Tân Tài Phú là ai cả, chụp mũ gom vốn phi pháp cho người dân, 2 triệu người gửi tiền sẽ không đồng ý đâu. Bởi vì chúng tôi đem tiền đi gửi vào một ngân hàng được nhà nước cấp phép một cách hợp lý và hợp pháp. Nếu như nói chúng tôi vì vậy mà tham gia vào lừa đảo gom vốn, về thì Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm, Ngân hàng Nhân dân bao nhiêu năm qua đang làm gì? Tại sao lại trơ mắt để cho nhiều ngân hàng lừa gạt chúng tôi 2-3 năm nay? Các anh đại diện cho uy tín nhà nước. Bài yêu cầu nhà nước công nhận tình trạng gửi tiền theo đúng quy định và pháp luật của người gửi tiền. Người dân tuyệt đối không thể bị ức hiếp như vậy được. Bà Phan Anh rằng, con người sống mà không có tiền, đời sống sẽ rất khó khăn. Bà Hà nói với phóng viên, bây giờ cứ kéo dài mãi, không cho ngân hàng phá sản, không bồi thường theo luật bảo hiểm tiền gửi, muốn nói người gửi tiền là đầu tư. Chúng tôi rõ ràng là gửi tiền tiết kiệm đổi trắng thay đen, họ muốn dựa vào tập đoàn phi pháp thì không cần đền tiền nữa. Thưa quý vị, mục tin thế giới sáng của ĐTN TV đến đây xin được tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký mail để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thu Lâm cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo!